Anh em mà đam mê game thẻ bài thì nhớ đăng ký kênh ngay của mình. Và link kênh cộng với nhóm thì anh em cứ vào mô tả cộng với bình luận của video là ra. Welcome cả anh em trở lại kênh DHBG của mình hôm nay. Tiếp tục với game huyền thoại làng lá thì video mình sẽ share code, cách nhập code, lạp thẻ cũng như một vài lưu cơ bản cho anh em đầu game. Đầu tiên là về nhập code thì em click vào avatar góc 11 giờ, rồi em vào má kích hoạt. Game này thì anh em phải qua map 3 mới được nhập. Còn về phần code thì em chú ý mô tả cộng với bình luận của video, hoặc là anh em vào thẳng nhóm chia sẻ của mình. Đây nhóm mình tên cộng đồng huyền thoại đằng lá, gạch ngang chia sẻ nghiệm. Rồi anh em vào phần đáng chú ý là ra. Đây, code mình ghim ngay đầu cho anh em. Hiện tại bây giờ code chung tổng cộng là có 8 cái. Còn là code fanpage thì nó vẫn còn là sự kiện là vote app vẫn chưa ra. Hình như iPhone nó đang lỗi chắc tầm 2-3 ngày nữa thì nó mới có sự kiện là vote app. Còn là về code fanpage hiện tại bây giờ là có tổng cộng là 8 sự kiện. 8 này cộng với 8 code chung. Ngoài ra thì nó sẽ có thêm code nhóm tập hợp nhân giả chiến game thả ga. Nhưng mà hiện tại cái bài viết này nó tắt bình luận rồi. Bởi em cứ nhắn tin cho đây là vẫn có code. Và mấy cái code fanpage này mình nhớ có 2-3 cái là nó hết hạn rồi. Không sao, anh em chỉ cần tham gia, gửi ảnh cho AD, rồi AD sẽ gửi code cho anh em. Đây, cho anh em xem luôn. Nhắn tin này. Đây, ngày hôm qua mình bị lag cái code hỏng game. Đây, nhắn tin cho AD, AD gửi luôn. Mình bị cái lỗi đã đạt lượt dùng tối đa của cây này. Ngày hôm qua mình nhập máu cũng được, mình cứ tưởng là nó lỗi hết cơ. Nhưng may nó chỉ có một cái thôi. Đây, AD gửi code em ơi. Đấy, AD sẽ gửi link cho anh em click vào là được. Đây. Đấy, mình xin code từ 1 đến 8. Code 4 mình nhớ là code chung. Đây, cộng với sự kiện tập hợp. Nay ra game mở sự kiện tập hợp nhân giả đóng rồi AD. Đấy, AD gửi luôn cho mình code tập hợp luôn. Đây bên trên ấy. Trước ra game mình có hỏi là sự kiện nó hết hạn rồi thì có được tham gia không? Và AD bảo là được. Đấy, anh em chú ý cho mình. Nhiều anh em thấy code hết hạn không tham gia là có những anh em phí luôn cái code đấy. Game này anh em chú ý code rất là ngon luôn. Đợt này thì mình không có lưu code xem được gì, nhưng mà nói chung là ngon. Ngoài code fanpage ra, anh em chú ý cho mình code báo danh cộng với 4 code ví thú. Mình nhớ code báo danh hình như là được sao ok. Nói chung là game này code rất là ngon, anh em nhớ nhận vui mình. À, còn là về bắt ví thú này thì mình mới xong 4 con đầu tiên, tức là mình chỉ được có một code thôi, vẫn còn 3 cái. Mà thấy anh em bảo cốt ngon lắm nên anh em nhớ bắt ví thú hàng ngày. Còn là về nhận lượt thì lúc đầu anh em sẽ được thêm khá nhiều lượt. À quên, mình vẫn chưa tham gia sự kiện này. Và khi anh em tham gia xong ấy, mỗi ngày anh em chỉ được nhận thêm lượt ở phần đăng nhập 4 ngày, được thêm một lượt. Đây, mình được thêm một lượt like lứa vẫn chưa tham gia. Đâu mình đếm lại nhá. Báo danh 3 lượt, chia sẻ 3 lượt, tham gia nhóm 3 lượt, tham gia live 3 lượt, 3, 6, 9, 12. Tổng cộng là anh em sẽ có 13 lượt. Và mới ngày hôm sau ấy, mỗi ngày anh em chỉ được thêm một lượt thôi. Đây mình vừa nhận thêm 3 lượt. Đây mình reset lại em ơi. Nó vẫn chưa cập nhật lượt. Đây nhá. Hy vọng là bắt được con Saiken cộng với con Chome này. Bắt luôn này. Bắt thành công. Đấy, nó sẽ bắt lần lượt. Nó không có hên xui bắt con cuối hay là mấy con cuối đâu. Nó sẽ bắt lần lượt từ dưới lên trên và từ trái qua phải ấy. Hy vọng lố đi. Lố đi. Ôi mày quá em ơi. Đấy, có cốt luôn này. Đây mình sẽ nhận luôn cho anh em xem nó được gì. Đây mới là cái cốt thứ hai thôi em ơi. Cốt 3, cốt 4 nó còn ngon nữa. Chết quên nhầm nhầm. Đây phải vào lịch sử em ơi. Đây xem cốt được gì nhá. Đây mới là cốt thứ hai. Đâu mình xem nào. Ui ôi, ba vé quay 300 Gio. Ngon thật sự luôn. Đây quả đấu trường mình hạng 78. Nhận nhanh luôn này. Ơ hóa ra sao có 120 đấy. À nó chỉ nhận được một cái kia. Thế cái nhận nhanh thư này là phế à. Vẫn phải nhận từng cái một. Đây có thêm ba vé quay. Thiện chuyến mình vào test nhân phẩm luôn. Biết đâu lúc quay vô mình hên. Lên luôn này. Không đủ rồi. Nó phải hiện không rồi. Nó phải hiện màu thì mới ra tướng như vậy. Đấy, tướng tướng S. Tướng mới đi. Ôi ôi lại tướng cũ. Cái game này khi anh em lên level 3
Ở phần trận chiến sổ thu thập, mình cứ gọi là đồ giám tướng đi. Cứ có một con tướng A cộng với tướng S mới là anh em tăng thêm hơn 500 lực chiến. Và tướng 2S trở lên là sẽ tăng thêm hơn 1k lực chiến. Đây mình vẫn còn rất là nhiều tướng chưa có. Đây tướng A2, hệ đầu tiên là full này. Đây bên hệ thủy vẫn còn một con A. Tính ra tướng A cũng được 500 lực chiến, khá nhiều, không ít đâu em ơi. Đây hiện tại mình vẫn còn thiếu một con A và cơ số con S. Tiếp đến là về phần ở lạp. Đây trang nạp anh em vào trang pay.acgame.vl. Đây nó sẽ có phần nạp xu cộng với huyền thoại, anh em thích nạp cái nào cũng được. Nhưng mình nạp ít thì mình nạp thẳng luôn. Lúc đầu thì nó sẽ cho anh em chọn là server cộng với nhân vật. Anh em chọn thì nó sẽ đến chọn gói. Đây nó sẽ có vé cho em mua này. Mấy gói 29k trong game ấy, anh em chỉ cần mua gói một vé thôi, tức là tốn 20k. Nếu anh em mở nạp thẻ thì nó sẽ rẻ hơn. Đây nó sẽ có 2, 4, 6, 8 phương thức thanh toán. Đầu tiên là Zalo Pay, thứ hai là Momo, thứ ba là quét mã, thứ tư là Visa, thứ năm là Su, thứ sáu là cạc. Cạc thì sẽ có thẻ VDC, Gate, Avatar cộng với IZ, Viettel Money và VTC Pay. Bình thường anh em nạp mấy kia là tốn 20k, nhưng nếu anh em mua mấy cái thẻ VDC, Gate các thứ thì nó chỉ có hơn 19k thôi, rẻ hơn 100. Còn anh em mở lạp nhiều ấy thì anh em cứ lạp xu thôi. Đây lạp xu này, lạp xu thì nó sẽ có 2, 4, 6, 8, 10 Zalo Pay, Momo, quét mã, Gate ATM, ATM nội địa, Visa, cạc, Viettel Pay, VTC Pay cộng với thanh toán trực tiếp. Đâu mình xem nào. Zalo 10k bằng 10k này. Vẫn 10k, vẫn 10k. Vẫn 10k. Đây. Có cái thanh toán trực tiếp anh em sẽ được thêm 5%. Nói chung là anh em mà làm nhiều thì anh em thanh toán trực tiếp cho nhiều. Đây về phần nhập cốt với lạp thẻ anh em chú ý cho mình. Còn về mấy cái cơ bản game ấy, game này rất là dễ. Anh em cày chay với lạp đầu mà có thời gian, mình thấy anh em cố gắng zone ra mấy con cần thì nó sẽ ngon hơn. Về tướng đầu game theo mình ấy, anh em zone ra con đê ra là ngon nhất. Khi mà em ra con đê ra này, nếu mà có lạp đầu thì em chọn con Zhuale hoặc là con tanker DJ ra là cực khỏe luôn. Nếu anh em mà không xả Zio ấy, là ngày 2 anh em mới xong bảo hiểm tướng 2S lần 2. Nhưng mà nếu anh em mà mắc hên thì mình bỏ qua. Mình nói trung bình của anh em tầm 60 đến 80 vé ăn bảo hiểm thôi. Ngoài ra ấy, khi mà em qua map 7.10 thì sẽ được free Itachi Anbu. Con này free nhưng mà rất là khỏe mày, đêm rất là mượt luôn. Ngoài ra anh em chú ý cho mình ở mấy con cơ bản sau. Đầu tiên là con đêm AoE Orochimaru. Nếu anh em mà không ra con Deraza thì anh em chọn nạp đầu Orochimaru ok nhất. Tiên nhân Naruto cũng khỏe này. Hai con Hidan cũng ok. Kagoju cũng được. Nhưng mà Kagoju cộng với Hidan thì lúc đầu nó không ok lắm. Về sau tầm 1-2 tháng ấy, khi mà anh em lên đồ nhiều thì nó rất là khỏe. Mình nhớ Hidan này nó có hồi sinh 2 lần. Còn con Kagoju ấy nó có hút máu. Nói chung là ngon em ơi. Còn về con Satoshi cộng với con Hanzo ấy, nếu mà anh em xác định chơi một trong hai con này thì em cố gắng chơi cả hai. Tại vì hai con này nội tại nó theo hướng độc. Nếu mà chơi hai con này anh em xem con nào có thêm độc thì em cover thêm. Và lúc đầu khi anh em mở chưa có tướng 2S, anh em chú ý cho mình mấy con S cơ bản. Đầu tiên là con Akashi anh em quay 10 lần đầu là ra. Thứ hai anh em chú ý cho mình Sasuke. Và thứ ba anh em chú ý cho mình Kiba. Đúng rồi, Kiba. Nhưng mà lúc đầu game anh em mà không ra con Kiba thì anh em chú ý cho mình con tóc trắng Kimimazo. Con này thì nó hơi đuối hơn con Kiba một đoạn, nhưng mà anh em chơi đầu game được. Game mà anh em thiết kế ít nhất một con AoE cho mình. Tại vì đêm AoE thì chắc chắn đêm 6 con nó sẽ nhiều hơn. Game này PvE các thứ thì nó sẽ có nhiều ải. Đầu tiên là ải 6 con, 5 con, 4 con, 3 con, 2 con, 1 con. Nói chung ải nó sẽ từ 1 con đến 6 con. Ải 5 đến 6 quái thì chắc chắn là AoE nó sẽ ngon hơn. Còn ải 3, 4 quái thì mấy con đêm hàng dọc ngon. Hay là ải nó xếp tướng theo hàng thì mấy con đêm hàng này ngon. Hay là solo 1, 1 thì mấy con đêm đơn. Cộng với con đêm 2, 3 thì nó ok hơn mấy con đêm AoE.
Và cuối cùng anh em chú ý cho mình con Naruto nhất phí. Mình nhớ không nhầm là game này nó sẽ free cho anh em cái sách của con Naruto để thức tỉnh vũ khí. Và ngày 2 ở trong phần hành trình thì nó sẽ cho anh em cuốn sách để thức tỉnh vũ khí của Kakashi. Đâu nhỉ? Cái cuốn sách nó màu vàng em ơi. Đây nó cuốn này này. À đây là ngày 1 nhỉ em ơi. Đây, ngày 2 đây cơ. Bản vẽ thiên đường tung tăng. Nguyên liệu thức tỉnh vũ khí của Kakashi tăng hiệu quả kỹ năng bí ký. Khi mà em thức tỉnh thì nó sẽ tăng thêm nội tại bí ký. Và em chú ý thêm mấy cái cơ bản sau. Mở này mình vào luôn cái nhóm mình cho tiện em ơi. Tại vì trên nhóm mình có đăng bài rất là chi tiết. Đây, khá là dài em ơi. Đầu tiên anh em cố gắng zone ra con đe ra anh em chơi thì nó sẽ ok hơn. Và thiết kế một con Demao. Nạp đầu chưa có con đe thì anh em chọn con Ozo Chimazu. Có rồi thì em chọn con Suade. Có cả hai thì em chọn con Jiraiya. Và ngày 3 thì anh em chọn vũ khí con đêm chính. Về con be thuần tanh cũng được. Nhưng mà nó không có nội tại đánh lui hay là gục ngã các thứ. Và duyên nó hơi khó kiếm. Và anh em chú ý thêm cho mình. Đầu tiên 1, 2 mình nói qua này. Đây 3. Ngày 1 anh em không quay chìa khóa vì ngày 2 nó mở sự kiện quay. Đây 4. Click vào góc 10 giờ bảng xếp hạng. Anh em nhớ mua ưu đãi ngày. Đây mình soi luôn cho anh em xem. Đây góc 10 giờ. Bảng xếp hạng lực chiến. Đây anh em chọn cái ưu đãi mỗi ngày rồi mua thôi. Còn là về 3 ấy. Đây mình cho anh em xem luôn. Ngày 3 thì anh em vào phần ở sự kiện. Đây nó là cái triệu hồi trang bị. Mình nhớ ngày đầu tiên mình quay 20 hay 30 vé. Nếu mà để lại 30 vé là mình sẽ xong mốc 60. Là được thêm 3 chìa cộng với tài nguyên. Và sự kiện trong 3 ngày 2, 3, 4. Đấy tiếp đến là 5 tiến bậc cộng với trang bị anh em không lên linh tinh. Anh em xác định con nào chơi anh em lên thì sẽ tối ưu thêm 3 đến 5k lực chiến 2 ngày đầu. 7 anh em nhớ tích vào gỗ hạn giờ. Đây. Hạn giờ góc 2 giờ nó gần cái hành trình tân thủ ấy. Qua hạn giờ này ấy, thì nó sẽ có thêm gói bán bằng Zio. Mình nhớ ngày đầu tiên là có 50 thể lực khi anh em lên cấp 10. Ngày 2 nó mở sự kiện trang bị thì nó sẽ bán rẻ 20 chìa khóa chỉ có 400 thôi. Nói chung là rất là rẻ, anh em nhớ click vào mỗi ngày. Anh em mở quên ấy là cũng như anh em bị thọt tài nguyên. 8 thêm full bạn. Đây cho anh em xem luôn. Bạn bè. Đây 76 trên 100. Game này ấy, phần quay thể lực mình thấy tỉa ra tướng cực kỳ cao luôn. Mình nhớ mình quay tổng cộng tầm 6 hay là 7 lần bạn. Mà nó ra hai con tướng S rất là ngon luôn. Trên nhóm nhiều anh em còn ra luôn con 2S. Nói chung là quay bạn bè game này rất là ngon. Nó không phế như game khác. Đây 9 anh em nhớ vào tổ chức vì nó sẽ có thêm nhiệm vụ. Và thêm rất là nhiều tài nguyên. Về phần 10 ấy, anh em mua cho mình 50 dương nguyên liệu. Nhưng mà em không xài ngày 1. Anh em đợi đến ngày 2 mới xài. Khi anh em lên level 32 thì nó sẽ mở ra nguyên liệu 4. Còn về nguyên liệu 5 ấy, chắc là anh em phải lên level 36 hoặc là 37 ấy. Nói chung chắc ăn thì anh em cứ mở từng dương một, xem nó ra nguyên liệu tiến bậc gì. Nếu mà ra nguyên liệu tiến bậc mới nhất thì em mở. 11 phó bản không đánh được 2S thì anh em quét 3S ải trước. 12 đấu trường ngày mua 5 đến 7 lượt. Thiết kế win làm full nhiệm vụ 20 điểm. 13 thám hiểm sinh tồn. Cảm giác đuối thì anh em chuyển về anh thường. Nó có 3 loại. Cảm giác đuối thì em đánh loại 2. Đuối lứa thì em đánh loại 1. 14 làm đầu anh em lập góc 1 giờ. Đây chính nó. Giờ anh em chọn qua ngày. Mua gói thể lực 29k. Nếu anh em mua vé chỉ tốn có 20k thôi. Anh em lập trực tiếp thì nó sẽ rẻ hơn 5%. Còn mua mấy cái thẻ VDC với gate thì em sẽ rẻ hơn vài trăm. Đây mấy cái cơ bản hai ngày đầu anh em chỉ cần chú ý cho mình mấy cái đấy thôi. Tính ra game này chơi khá cái gì. Còn về phần hành trình tu luyện anh em thiết kế leo ở cao ấy thì mình được thêm tài nguyên. Mình nhớ mỗi qua 5 hay mấy tầng thì nó sẽ có thêm vé quay. Đây con ga mình vẫn xài. Tại vì mình không có con Suade để bút máu. Nên là mình xài con ga vừa tanh vừa bút khiên. Con ga này mình nhớ nó bút HP bằng x3 thủ. Tức là mình mở thủ cao ấy. Bút HP hàng trước cực ngon luôn. Tầng này hơi căng nhở. Cái con ga nó không bút khiên được rồi ấy. Bên kia lại có thêm con bút máu. Căng thế nhở. Đấy video anh em chú ý cho mình mấy cơ bản ấy. Thôi ok mình xin kết thúc video đây. Hẹn anh em ở các video sau. Bye bye anh em.
push till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the